Ok, thì chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình nha. Nói thật với các bạn luôn á, nay mình khá là mệt. Mà mình đây là lần thứ ba mình làm lại cái clip này rồi. Vì cái lần thứ nhất là mình làm xong cái gần xong rồi cái bị lỗi. Lỗi cái sale á, không làm được. Mạng nó giật nó yếu nữa. Rồi cái lần thứ hai là đang làm nửa chừng cái bạn mình nó nhắn tin nó phá. Khó chịu cực kỳ. Đây lần thứ ba thì mình mong là không có ai phá đám mình hết. Ok, thì hôm nay cũng sẽ đến một cái chuyên đề về Steam nha các bạn. Nhưng mà có một bạn, có rất, cũng phải chỉ một bạn nữa mà rất nhiều bạn nhắn về cho mình đó. Sau khi mà coi xong cái clip mà là kiếm ặc quật free của Steam ở trên đây đó. Thì bạn đang bạn có thể nhiều lúc bạn coi xong bạn hỏi liền mình là cái vấn đề là anh ơi làm thế nào mà kiểu như là để kiếm được cái nhân vật mà mình thích ở trên đây. Khá là khó, bởi vì trên đây thì thường là nó tùm lum hết á. Nó đủ thể loại, đủ loại nhân vật ở trên đấy đó, nó trộn lẫn vô luôn với nhau gì nào, cho nên nó khá là khó để các bạn có thể tìm được cái nhân vật mà các bạn thích ở trên đây. Nhưng mà đòi lại mình thích trên đây nhiều cái đẹp mà, chứ đâu phải em bạn cứ chăm vào một con nhân vật đâu, khá nhiều con đẹp mà. Nè Monica, Emila rồi đồ này nhiều nhiều lắm, Asuna đồ nó này nhiều lắm mà sao. Mà thôi, nếu như bạn thích những cái con nhân vật mới của các bạn thôi đó, thì các bạn nên làm 3 bước theo mình trước. Để làm theo mình nè, cái thứ nhất là các bạn tải cái phần mềm này, Adobe Photoshop CS5. Cái trên tải game ORG này nè, thì nó không có virus gì đâu nha các bạn. Tại vì cái trang web này thì mình tải thường xuyên rồi. Thường xuyên mà hồi nhỏ mình hay tải, vậy mình hồi đó mình không có biết mua game nhiều, mình hay tải cái trên đây mình chơi mấy game rắc á. Trên đây nó vừa có game vừa có phần mềm luôn, các bạn tải về cũng khá là nhẹ, có 128 MB thôi. Cái thứ hai là các bạn lên cái Steam của các bạn, các bạn ấn vào cái hình nền của các bạn trước, các bạn kiếm cái hình nền mà các bạn cần làm, giống mình là chúng mình cần cái này nè, các bạn nhấn view full size, nó là cái đường link thấy không, sao chép đây, dán nó vào đây trên PG và các bạn nhấn download zip này về thôi, download giải nén ra thôi, khá là dễ. Rồi download xong 2 bước đó rồi đó, thì ok ứng dụng nè. Vậy các bạn sau khi mà các bạn tải về cái Adobe về cái dạng này, các bạn giải nén ra đó, thì nó sẽ như thế này. Vô đây thôi, nó có cái Photoshop đây nè, nhấn vô đây, đây là cái giao diện của nó, nhìn đen thui vậy chứ không phải, nó hơi nó lên rồi đó mà bạn chưa có bỏ hình vô thôi. Các bạn nhấn Open, đầu tiên là các bạn phải chọn cái hình mà các bạn cần làm trước, cái nhân vật mà các bạn lên các bạn tải hình vậy đó. Mình cũng khuyến khích các bạn là nên kiếm cái hình con nhân vật nào á mà cái chất lượng nó cao cao một tí xíu, cỡ tầm ngàn nhân ngàn trở lên á thì nó sẽ rõ. Nó để có lúc mà các bạn cắt hình ra, các bạn dán vô cái artwork của bạn á thì nó không có kiểu như nó bị mờ đi á. Ok, thì cái đây là cái tình hình mà bạn cần cắt cái con nhân vật của bạn ra. Thì các bạn nhớ ý kia cũng để ý là kiếm cái hình nền nào mà kiểu như là nó không có bị cái hình mà kiểu ở giữa đây nè, nó trộn trộn ở giữa giữa, nó kiểu như là cái tóc nó chi quăng ra vậy, cái mọi để lộ cái ảnh nó giữa ra vậy nè, khó chịu lắm, cắt ra khó. Các bạn nhấn vào cái hình cái bút mà để đèn chữ đi nè, bên tua, nhấn vào bên tua rồi các bạn chọn một cái điểm nhấn trước cái điểm đầu và điểm kết thúc của các bạn. Để mình chỉnh cái này cho nó cao lên xíu, 100%, nhìn cho rõ. Đây mình sẽ chọn cái điểm này nha, cắt ra. Các bạn cứ ấn ấn thôi. Mình nghĩ cái này mình cũng không có nhất thiết là mình làm đâu. Các bạn có thể tự lên mạng và coi mấy cái làm về Photoshop này nọ đó. Nó có chỉ mấy cái này hết. Mình thì chỉ tóm gọn hơn người ta thôi. Tại vì nó giống như các bạn đi học á. Các bạn làm bài toán á. Nhưng mà đâu phải ra làm kiểm tra hay thi gì mà nó cho cái bài toán y hệt gì đâu. Các bạn cũng phải ứng dụng cái cách giải mà các bạn đã học á. Vô các bạn làm cái bài toán đó. Thì đây cũng vậy, cái clip đó chỉ là ghép ảnh bình thường thôi, nhưng mà các bạn ứng dụng thêm, các bạn làm thêm cái này kết hợp với những cái video mình đã làm được trước rồi đó,
khá dễ, cái hình mình làm thì nó dễ đó chứ. Nó kiểu không có viền, nó cũng không có khó chịu lắm. Các bạn cứ nhấn tượng trưng hơi chút nó tự động đó. Tại sao Miku lại có ngực? Không thể chấp nhận được. Ok, gần xong rồi đó. Đây, điểm kết thúc của mình. Xong. Coi như mình đã tạo xong một cái viền cho con nhân vật của mình rồi đó. Thì bây giờ nha, mình sẽ nhấn vào đây, các bạn nhấn theo mình là Make Selection Feature Radius 2. Nhấn 2 nha, nhấn số 2 thôi. Rồi bạn ok. Các thấy tạo ra cái viền cho con nhân vật của bạn chưa? Đây. Thì bây giờ thì các bạn ấn vào Edit và nhấn Copy. Sau đó các bạn come vào đây, các bạn nhấn Open. Thêm một cái hình mà các bạn hồi nãy mình chỉ các bạn là tải trên đây vậy đó. Cái này bạn nào chưa biết tải thì có thể coi lại cái clip mình làm đẹp cũ của mình đó. Phần mềm. Ý, đúng rồi. Ủa mà mình nhớ mình có để ngoài desktop mà ta. Ngu không? Rồi, Photoshop nè. Hình đó. Các bạn có tải về, lúc mà tải về nó có hiện ra này nè, bạn ấn vào middle. Đây là cái hình của các bạn nè. Cho phần trăm lên. Các bạn nhấn edit nè. Pass. Nó ra nhật của bạn nhưng mà nó cũng như chưa có hoàn chỉnh đâu, tại cái hình của mình nó hơi to hơn á, to hơn cái so với cái artwork. Thì các bạn ấn vào edit, kéo xuống, change form, scale tỷ lệ nè. Đấy. Nó hơi to thế này thì mình chỉnh lại 60 được không ta? 60%. Too small, quá nhỏ, quá nhỏ. 70. Thì cũng còn hơi nhỏ. 75. Mày thấy được chưa ta? 80. Vừa luôn á, 80 là vừa khít luôn. Trời đẹp. Đấy. Coi như là xong rồi. Thì bây giờ thì công đoạn tiếp theo là các bạn nhấn lưu, chỉ làm cơ bản vậy thôi, chưa chỉnh độ sáng gì hết trơn, với cái đó để nó tự tìm hiểu, bạn tự tìm hiểu đi, mình thì như làm kiểu cho nhanh thôi. Các bạn ấn vào nếu như sale art cái này apply nè, desktop, Photoshop, sale trong đây. Đâu, mình sao đâu. Chết bà lỗi rồi. Vậy thì ta sale cách khác. Sale for web device. Và kiểm tra lại cái hình các bạn lần cuối nè. Và nhấn sale. Vẫn bỏ trong đó luôn. Ghi là 2 đi. Ôi giời ơi đẹp. Ngon. Thế là coi như là cái công đoạn của các bạn coi như là hoàn thành rồi đó. Giờ thì các bạn chỉ còn ứng dụng cái làm đẹp cũ của mình vô bạn làm thôi nè. Đây mình làm trên cái đích phụ của mình ha. Tác phong. Lệnh. Artwork nè. Sai rồi. Chọn tệp để tải lên. Middle 2. Từ, phải nhấn vô cái hình này đã. Ok, ở đây. Đây. Mã lệnh. Xong. We done.
Quá đẹp. Tiếp tục với cái hình bên phải. Khá là dễ ha. Không khó khăn gì hết á. Rồi xong, quá đẹp. Edit profile. Select background trước nè. Cái hình mà bạn vừa làm nè. Nó sẽ ở trên đây đúng không? Ôi giời ơi đẹp. Save change. Đấy, đây là kết quả của các bạn làm, các bạn tự làm cho chính các bạn luôn. Khá là đẹp ha. Cái này mình chưa nói tới ảnh động rồi đồ nữa. Ảnh động nó sẽ cần cái thời gian hơn. Nó khó hơn một tí xíu. Đây là mình làm cách đơn giản nhất để các bạn có thể chèn được con nhân vật mà các bạn thích vô thôi. Thấy chưa? Giờ thì mình vô thẳng đây mình coi luôn nè. Boss 03 đúng không? Nó 03. Đấy. Trời. Đẹp. Mà thấy không? Khá là dễ. Thì mình nhớ nha. Ba cái thôi. Bạn tải cái này trước. Tải cái này, download zip này. Xong. Tải cái, kiếm cái con nhân vật nào mà bạn thích nữa. Kiếm cái hình sao cho rõ rõ tí xíu. Rồi chèn vô. Quá đẹp luôn á chứ. Kiếm free trên đây nhiều lúc người ta ghép vô nó chuẩn hơn. Còn không các bạn tự làm các bạn luôn. Khỏi cần nhờ ai hết. Rồi. Coi như là mình là xong rồi nha. Rồi còn một cái phần nho nhỏ nữa mà mình đang tính nó làm luôn cho các bạn á. Đó là các bạn vào profile của người khác. Nó hay có cái này đúng không? Nó chèm vào cái artwork của các bạn của người khác lại. Bạn làm sao? Nhấn vào Edit Preferences. Đây, các bạn thấy Violent Sexual Content là thấy không? Những cái hình mà nó có xu hướng bạo lực á, với lại những cái xu hướng về tình dục á, thì nó sẽ tự động nó che lại cho các bạn. Tại cái bản update gần đây của Steam á, là nó sẽ tự động có cái này. Nên nếu bạn không thích á, cứ ấn tích, bỏ tích hai cái này đi. Nó kia cái này là thường là làm mờ lại á, nhưng mà bạn ấn tắt đi. Rồi các bạn sell. Đó nó kêu vô Preference have been sell nè. Xong rồi đó. Rồi thì giờ các bạn có thể vô cái profile của người khác mà các bạn coi hình mà các bạn không bị che mờ đi một cách cực kỳ khó chịu nữa. Thấy không? Này nick chính của mình. Nick phụ mình chỉ kết bạn có đúng nick chính mình thôi. Hình này mình cũng tự làm đó chứ. Mới thầy avatar, chút nữa thầy avatar rồi luôn. Chút nữa thầy luôn. Ok, không có gì để nói nữa. Turn off music. Ok, thì clip của mình chủ yếu hôm nay là vậy đó. Mình muốn làm cho các bạn kiểu chỉ cho các bạn cách để có thể dùng cái Photoshop mà kiểu làm cái hoặc cho chính các bạn cách nhanh nhất có thể luôn á. Kiểu như là mình làm nhanh vậy thôi, không có thời gian mà. Mình làm vậy mình tổng hợp mấy ông trên mạng lại á. Cái mình cắt ràng khúc cái mà cái mình tìm ra cái cách nào mà kiểu như nhanh nhất có thể rồi sau đó mình làm cho các bạn. Vậy thôi. Clip của mình cũng tới đây hết đó. Thì cũng nhắc lại cho ai mà cũng chưa dạng như là mới coi clip mình tầng lầu thì để làm được cái này thì nick team của bạn phải trên được level 10. Vì khi mà lên được level 10 á, thì nó sẽ mở ra cái này cho các bạn nè. Free turret showcase. Thì cứ mỗi lần bạn lên một cái level là 10 cái level nó sẽ được cho các bạn thêm một dòng. Thêm dòng là sao? Ví dụ như cái nick phụ của mình nè. Nó chỉ có một vòng rồi một dòng một thôi. Đấy. Rồi sau ở phía dưới nó không còn gì nữa hết thấy không? Nó trống lốc luôn. Còn mình thì trên đây level nó cao rồi đó.
Nên bạn đứng Steam rồi. Fuck you. Server của Steam bị đứng. Fuck you. Nói chung mình kéo xuống mình còn làm được nhiều lắm, chứ không phải như thế này đâu. Level 10 nó chỉ mở ra được cái này thôi, bạn làm cái này cho đẹp thôi. Mình thì nói rồi, có lần mình nói mình khuyến kéo là nếu bạn muốn làm đẹp hơn á thì level Steam của bạn mình nghĩ là cũng level 20 là chuẩn nhất. Server Steam Steam sập rồi. Đơ luôn. Fuck you. Ok, thì clip mình chủ yếu là hôm nay tới đây rồi đó. Thì cảm ơn bạn đã xem clip của mình nha. Nhớ like cũng như subscribe để ủng hộ channel của mình nhé. Cảm ơn tất cả các bạn nha. Bye bye.